Xin kính chào tất cả quý vị khán giả các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và cả hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, à, kính thưa quý vị, có một số người khi rời cái drama sống dối gia tộc này thì họ hứa có người thì thề sẽ không bao giờ trở lại giàu có ăn mài đi nữa, cũng không bao giờ trở lại cái drama này nữa. Tôi nghe rất nhiều lần phía bên à, tam sinh ngũ độc và ngay cả mi sinh thiện mà người ta thường quen gọi là mì xào hoặc là cái bảy màu gì đó cô ấy cũng từng nói rằng thơ, sẽ không bao giờ um, gọi tên hồng loan hoặc là nói về cái drama này nữa nhưng mà đối với những người này thì các bạn cũng đủ biết rồi họ nhổ đi rồi họ liếm rồi họ nói lại cũng cũng rất là bình thường tại vì đối với họ đối với họ thì à, cái việc này thì nó không phải là một cái tính chất mang tính danh dự nữa, tại vì họ cũng từng nói rằng ở uh, trauma mà ai muốn nói thì nói, tại sao họ nói không được? Nhưng ở đây là họ là từng thốt lên những cái câu nói đó chính bản thân của họ chứ không ai ép buộc. Dĩ nhiên trong xã hội này uh, thì nó có nhiều cái trauma trên mạng xã hội, họ muốn nói cái gì cũng được, <laughs> họ nói hay đúng chính xác sự thật. Thì khán giả nghe Còn mà họ bị đặt thông tin Họ lấy những dữ liệu tào lao Hoặc là họ chỉ lên uh, du khống Hoặc là chỉ để miệt thị người khác Hầu để kiếm view Thì khán giả từ từ người ta bỏ đi thôi uh, Hôm nay thì uh, tôi thấy có một cái uh, status của uh, Ni Khi nói về cái cô Minh Sinh Thiện này Tại vì tỏ vẻ ta đây là một người uh, đạo đức giả Nói thật sự là như vậy lên khuyên Ni bằng những cái câu nhưng mà trong đó thì à, so mối Hồng Loan giống như nói là Hồng Loan không có đi qua bên Mã Lai giúp cho Ni trong khi Ni à, bị à, vấn đề ở bên bệnh <laughs> tình chị em gì mà như vậy uhm, chị ngã em nâng À, còn cái này thì chị Ngã thì không bao giờ hỏi thăm, không có bao giờ có một tiếng nói gì Không lẽ Hồng Loan đi làm những cái chuyện à, Chẳng hạn như là mua giấy máy bay hay là hỏi thăm người ta này kia phải trình làng hết Phải gọi à, à, Minh xin thiện à, bữa nay tôi đi qua bên Mã Lai à, Để coi tình hình của chị Minh sao Hay là gọi tất cả các anh em youtuber họp báo Cái này mới đúng là cái tàu lao các bạn ha Không ai làm như vậy hết trơn á Hồng Loan chỉ làm trong âm thầm thôi Hồng Loan muốn bay qua bển liền chứ tôi nói thật sự tôi chưa có cần đọc cái status của Niên nhưng mà tôi biết đối với là tình chị em của họ nó còn hơn là chị em ruột luôn nữa ngoài ra những người thân thì Ni coi như là một chị ruột ở từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp của Hồng Loan rồi cho nên giữa lúc mà Ni bị ở bên Mã Lai thì chắc chắn rằng Hồng Loan rất là lo lắng và dĩ nhiên cô ấy muốn bay qua bên kia liền. Còn đằng này cái cô My Sinh Thiện này lên trên mạng xã hội cái những lời lẽ của cô ấy trong cái clip vừa rồi nó giống như là sôi mối và nói Hồng Loan giống như một kẻ vô ơn rồi bảo Ni nếu mà có giúp người thì cũng nên coi cho gia đình trước chứ đừng có giúp những kẻ vô ơn hay là đi làm những cái chuyện tào lao và có những cái câu xoáy trong cái tình chị em của người ta hầu đâm sùng bể đấy các bạn mấy con người này thì họ họ làm youtube để kiếm tiền mà chắc chắn chúng ta biết cái điều này rồi và họ đã từng nói không trở lại cái drama này nhưng mà không trở lại thì làm sao mà kiếm sống được tại vì chỉ có nói về hồng loan và nói cho nó, nó nó xác rõ ràng là họ phải theo cái drama này gì họ buông ra thì không có view các bạn cũng đã thấy rõ từ khi mà mi sinh thiện này ha rồi tam Sơn ngũ độc họ nói là họ không theo dõi cái drama nữa và họ không nhắc tới tên hồng loan nữa thì lượt view của họ xuống rất là trầm trọng nhất là bà mặt trời mọc à, vì chỉ còn một tên thám tử lùng thôi à, ba 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 thám như đĩa tên thám tử lùng, lùng này nó kêu bằng là một ngày nó phải ra ít nhất là một clip nhiều là hai ba clip cắn từ trên xuống dưới cái đũng quần của ai của hồng Loan, của ni cũng lúc nào cũng có dấu răng của hắn đó nha tại vì những người kia bỏ thì tất cả những cái khán giả của bên kia chỉ theo dõi bên của bên thám tới lùng thôi Hành thử ra thám Tế lùng được tăng cái 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 cái, cái số view lên ừ, sau khi nhờ, tam sinh cũng đọc từ bỏ luôn cả cái cô cá bé màu này thì cuối cùng là cái tên thám tử cao thì được lợi, không các bạn không, rồi họ cũng nhìn thấy được tam Sơn vũ độc với lại uh, cái cô cà phê màu này nhìn thấy được cái điểm đó chứ bắt đầu cái họ bài mưu tính kế họ tạo scandal bắt đầu họ quay lại mới ra bằng những cái lời lẽ khoa mỹ như là giống như là khiên vừa rồi với lại ni này kia nọ đó nói phải lo cho chồng cho con này kia nọ chứ cần gì mà phải lo những người vô ơn. Tại vì cô ấy biết rằng cô ấy nói như thế á ni sẽ không đáp trả lại được. Tại vì ni không có còn lên trên livestream nhiều nữa. À và ni cũng có nói với tất cả mọi người là hơi nghe lời chồng à bớt lên trên mạng xã hội này không cần đối co với phe đối lập nữa những chuyện làm chính đáng là về luật pháp về cái chuyện mà kiện tụng pháp lý thôi còn mấy cái chuyện kia thì không cần phải đối co với những ngày này nữa cho nên cái cô mi uh, Sơn Thiện này đánh vào cái điểm đó cô ấy nói nghĩ rằng khi mà cô ấy nói như vậy thì uh, Ni sẽ không đáp trả lại hoặc là không thể nào mà uh, phản biện lại những lời của cô ấy nói nhưng mà không ngờ Nhi Quốc cho một cái Star Stux làm cho cái ê trời mặt mũi luôn. À, quý vị uh, uh, thấy cái hình để như vậy nè ha, là hình biết cái hình của uh, cái cô ca cá bảy màu này ha. cái Ở dưới thì uh, ni viết, điên gì mà điên nặng luôn vậy trời. Bản thân không lo đi chữa bệnh, ăn nằm với mấy ông Hàn Quốc nhiều quá, ảnh hưởng tư tưởng nở bộ hay sao gì vậy tại vì nghe đâu các bạn cũng biết rằng là những người ở hàn quốc mà ở gần gần của cái cô cá bể màu này ở thì biết rằng cô ta có một cái dịch vụ ngày xưa đó là gà móng đỏ mà làm gà móng đỏ cho nhiều ông hàn quốc lớn tuổi cái này không phải là mình chỉ nói cái kiểu mà du khống miệt thị người ta mà ni cũng biết những người Việt Nam bên Hàn Quốc cũng biết Rất nhiều người biết cái chuyện này Cho nên um, Không làm sao mà um, uh, Che được cái chân các bạn Không thể nào Lấy vải thưa mà che mắt thắm hết trơn Không thể nào bịt mồm tất cả những người Ở bên Hàn Quốc, người Việt Nam bên Hàn Quốc Chính những người đó Là những người tố cáo chính xác nhất Tại vì họ ở gần Cái cô uh, cá bảy màu này mà Rồi đi viết tiếp nghĩ ai cũng làm biến và làm, làm cái công việc mà nhàn rỗi với mình bản thân thì kiếm từng cái miếng view để đẻ ra tiền mà khuyên người khác cái này cái kia giống như cái kiểu mà đạo đức giả đó các bạn những người đạo đức giả thì hay dựng chuyện và lên mũ sẻ câu chuyện của người khác Của đi khuyên người ta trong khi một đống rác ở trong nhà thì không biết người ta hay nói là hay xôi mối chuyện người khác mà một đống rác ở trên đầu lại không biết. Chuyện chị em của người ta chết cũng không bỏ nó bơ vơ. Nghĩ sao những chuyện như là đúng rồi. Hồng Loan bay trong ngày 15 tháng 8 luôn đó chứ không phải là không bay đâu. Không cản để Hồng Loan qua Mã Lai, bọn kia nó sẽ làm bậy uhm, thì à, là ăn cho hết quả luôn. À, những người uh, mà muốn đi bên Mã Lai ngay hôm đó, tôi nghĩ rằng ở ngoài Hồng Loan này, ha Nguyên Vũ cũng muốn bay, tại vì Nguyên Vũ rất thân với lại Ni Với tình cảm như vậy Thì uh, nếu mà lo mà bay đi thì chắc chắn vợ chồng Huy Sang cũng sẽ bay theo Tại vì Huy Sang giống như là anh Tư ở trong gia đình rồi ha, Luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ em gái này Nhưng mà chị không lên tiếng thôi, tại vì cái tính của uh, Huy Sang rất là bộc trực thẳng thắn. À, nếu mà để cho Huy Sang mà lên tiếng trong những cái drama này, nó dễ gây ra cái việc ảnh hưởng đến việc làm ăn của Huy Sang lắm với vợ lắm. Cho nên Ni cũng đã từng nói với lại Huy Sang không nên nhúng tay vào cái drama này. Có nghĩa là không nên uh, trả lời trả vốn gì, kệ họ, không muốn nói gì họ nói, cứ bình tĩnh và làm công việc của mình. Còn uh, về mặt khác là ủng hộ Hồng Loan. Trong những đêm đi trình diễn Và các bạn thấy không Bất cứ cái chỗ nào đi chơi, chơi hay là đi đâu Thì cũng có Huy Sang trong đó à, Sau khi mà nhận một cái status của anh à, Dạy cho một bài học Thì à, cái cô My này mới lên viết à, à, Trên à, cái không gian mạng viết như thế này Chúng ta cùng với nhau chia sẻ ha Chị không nghĩ em là đứa mất dạy đến như vậy Mới vô là chửi người ta liền à mình là mang cái thân bị băng đỏ à, mà đụng một chút xíu là chửi người ta, đụng một chút xíu là gây nghiệp Còn muốn lấy lòng khán giả thì lo lâu chụp hình nằm trong bệnh viện ra trong bệnh viện ra xong xuôi là chửi người ta liền Cái cô này các bạn giống như là um, bệnh mà bệnh quan tưởng hay là uh, bệnh thời vụ vậy. Lúc thích bệnh thì bệnh, lúc không không à đúng là loại múa cột và ăn cướp nói chuyện có khác con thì đăng trên trang cá nhân của em kêu thẳng tên mi sinh thiện tại vì luật không cho phép chứ nếu mình cho phép thì người ta cũng làm luôn rồi còn nói về múa cột thì à, à, nói à, ni múa cột hả nó nói thật nha ni múa cột chứ không đẹp đâu thật sự mà cái tướng múa đẹp nhất là cái cô cá bé màu này nè rồi rồi gì á à, thì ôm cái cột cũng đẹp lắm không mình nói thiệt đó nha tại vì tôi thấy những người mà múa cột là những người rô 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 này kia nọ à, mặt xương xương như là múa cột đẹp lắm không mình mình nói chỉ mình chỉ nói vậy thôi mình chỉ nói thật sự là gì mình chỉ khen thôi mà chứ à, giữa ni và cái cô mi này mà cô mi này đã có biệt hiệu là gà bóng đỏ nữa thì chắc múa cột là chuyên nghiệp chuyên nghiệp rồi ni thì chắc không biết cái vụ múa cột này đâu hoặc là kêu la le đó la le còn vua múa cột nữa à, cô ấy đại khái viết rằng à, nếu mà có muốn gì thì nói là đừng quan tâm đến chuyện người ta nữa thì à, người ta sẽ không nói Tới em đừng để người ta thấy em vừa mất dạy vừa ngu Tôi nói cái cô này không có bệnh gì đâu Bệnh đâu có ai đi chửi người ta dữ vậy các bạn Người ta nói nhẹ nhàng Người ta nói đúng vào cái trung tâm trọng điểm Người ta thấy được cái sự chia rẽ từ nơi cô này à, Cô này là Cái kiểu mà chia rẽ nội bộ á còn à, khẩu nghiệp của ấy thì à, chúng ta đã thấy rõ rồi khi mà đăng một cái status chiếc vô để chửi người ta không à chỉ mang nghiệp thêm nữa chứ làm cái gì lời khuyên của chị là chân thành nhưng em lại mất dạy xúc phạm chị là lại chửi người ta mất dạy hoài không biết mình có dạy hay không khi mà mình ghi âm lén người ta nãy rồi mình tung lên mạng mình chơi chơi với bạn mình à, ghi âm hai bàn thờ đó rồi xong xuôi tung lên mạng nè mình à, À, đi đến cái uh, drama hồng loan này có lợi rất là nhiều trước khi đến cái drama này không ai biết cái cô này là ai chứ ha thật sự luôn các bạn các bạn biết uh, biết cái cô này tôi không biết luôn đó lợi đâu có ai mời mà mình đến uhm, từ lê cái thân tới rồi xong xuôi cái đi ra rồi đi ra chửi người ta là con vô ơn vô ơn cái gì hồng loan hồi đó giờ có mang ơn nghĩa gì với lại uh, missa không chả có mang ơn gì hết trơn á cô ấy đến với lại cái drama này được nhiều quyền lợi hơn được view nè được người đăng ký nè được tiền của youtube rất nhiều nhưng cái sự phản trách của cô ấy giống như sự phản phúc của hai bạn thời không khi quay xe với hồng loan mà còn miệt thị người ta nữa cho nên khán giả quay lưng với cổ là đúng rồi khán giả rất thông minh người ta biết ai đúng ai sai và người ta nhìn vào câu chuyện người ta biết được liền à từ hồi ra khỏi cái drama này Hồng Loan có bao giờ nói động tới cô ấy không? Trước đó cũng gì nữa Hồng Loan không bao giờ nói nói tới cái con người này không phải là người ta nói người ta không nói tới mình là người ta khi dễ mình không? Còn mình lên hàng ngày mình cắn người ta chỗ này cắn người ta chỗ kia không có chỗ nào mà mình tha hết thì thử hỏi có ai có lỗi trong đây tại sao quay lại drama là cắn người ta có phải là kiếm view không? Nên nói như vậy là quá chính xác rồi còn gì nữa? À, em sợ tiền thu về không được nên phải viết vậy hả em chị ủng hộ em đăng những lời này lên facebook của em liền đi cưng để cho cộng đồng mạng hiểu thêm về em đâu có cần à, tại vì cái facebook đến giờ à, hãy mà ni cái, cái cái facebook mà ngày xưa các bạn thấy không rất nhiều người follow chỉ vì sau khi vạch trần bộ mặt của hai bàn thờ và cô lele le đó thì tự nhiên cái Facebook bị đánh sập Thì các bạn cũng biết ai ra tay rồi gì phải không? Không cần nói <laughs> Ni đâu có cần viết trên Facebook hay này cái nội nhiều Nội mà Ni nói ra thì cả hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người hưởng ứng liền à còn nếu em nói chị à, mi san xin chị rồi chứ đối um, với cái lối ăn nói ngông cuồng ngáo mạng khi lúc nào, lúc nào cũng tự xưng là ta đây ta đây chứ là một cái khuyết điểm rất lớn à, tại vì không biết mình là ai và cũng chưa có thấy được nước biển tại sao là mặn cái cô này chưa đi mưa chỉ biết lạnh là anh đã bị bên uh, cô sáu cho một uh, lá đơn rồi, rồi thành kia ta cũng cho một lá đơn rồi cũng chưa tởn, ừ. cũng ăn nói còn ngông cuồng lắm. Còn nếu em nói chị kiếm từng cái view để sống thì em có bóng à, à, bóng cá 1 tỷ đi cho nó cá với à, chị 3 năm không lên youtube hoặc suốt đời không lên youtube nữa cũng ok luôn. À nói về cá độ thì cười lắm cô này kêu à, đi ra công an rồi à, Cá độ có công chứng của công an khùng khùng thì vừa vừa thôi Cá độ mà còn đòi ra công an làm chứng người này kia nọ nữa Ra công an nói là tôi cá độ là 1 tỷ 2 tỷ gì nè à, Với lại người này sẽ không lên làm youtube Nó chỉ cần nói cá độ thôi là công an trùm đầu liền Bà này hình như là cũng không được bình thường nữa nha Ra công chứng đưa tiền mặt 2 tỷ này Sẽ giao cho công an giữ làm trọng tài <laughs> tôi đọc tới đây là tôi 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 thấy các bạn phải điên dữ vậy ai vi phạm thua người kia thắng lấy hai tỷ ok chơi không trời à, ai à, trời tôi thấy cô này đã tưởng nè các bạn ơi trời đi cá độ đọc tới tới đây là tôi thấy à đọc cho các là các các bạn nghe nha còn nếu em nói chị Misan kiếm từng cái view để sống thì à, em cho bóng chắc chắn ký cảnh hả 1 tỷ đi cho nó cá với chị 3 năm không lên YouTube hoặc suốt đời không lên YouTube nữa cũng ok luôn ra công chứng đưa tiền mặt 2 tỷ này sẽ giao cho công an làm trọng tài ai vi phạm thua người kia thắng lấy 2 tỷ ok <laughs> có công an nào dám làm chứng và chỗ ra công an nào mà ra làm công chứng các bạn thứ nhất là điên này nói chuyện là, là là cá độ mà ra công an thì dạ. cái thứ hai nữa những cái phía bên kia mà mới mỗi lần lên kèo các bạn lên kèo nào là trốn cái kèo đó thua không bao giờ chung và với cái những người mà như mi xanh này nhổ ra rồi cái nuốt vô à, liếm lại liếm la liếm lết rồi này kia cái nọ các là không giữ danh dự với không có uy tín đó các bạn Ừ thì làm sao mà chúng ta tin tưởng được thiếu mà ví dụ chúng ta có cái kèo. Không, tại vì ở Việt Nam thì uh, mình làm kèo mình này khi nọ chơi này là giống như là cờ bạc rồi là trái với lại uh, pháp luật. Cái này vi phạm trầm trọng luôn á. Trời ơi còn đằng này chỉ kêu mà công an làm trọng tài nữa chứ. còn công an nào dám làm trọng tài? Trời ơi bà này bắt khùng, ơi là khùng luôn các bạn điên quá trời điên rồi bởi vì ni nói cái câu chắc ngủ quá nhiều rồi cái ông già hàn quốc quá biết là ni ấy biết là điên cho nên nó bộ não cũng được bình thường vâng cảm ơn và tất cả quý vị tôi cười là tôi uh, cười cái đoạn mà à, cô ấy viết rằng là cá độ mà công an làm công chứng nữa, đưa tiền cho công an giữ <laughs> giữ xong xuôi nó hốt luôn á bà này bác khùng ơi là khùng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng mình chia sẻ và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một cái video lần sau hết cái video rồi mà tôi còn cười nữa các bạn nếu thấy video này hữu ích thì bấm like và chia sẻ giống như cho mình cái đăng ký của các bạn nha xin chào và xin hẹn gặp lại